Tiếp theo mình đến phần cuối cùng của bài tăng huyết áp là phương pháp điều trị. Thể đầu tiên là thể âm hư dương xung. Thì bên âm hư thì phép điều trị của nó là tư dưỡng can thận âm, còn dương xung của nó là thanh tả can hỏa, bình can tiềm dương. Bài thuốc bên âm hư là gồm bài lục vị quy thượng, là gồm có bài lục vị cộng với hai vị đương quy và bình thượng. Lục vị là gồm có thục địa sơn thù hoài sơn, tịch tả đan bì bạch phục linh. Thì lục vị là có tác dụng là tư dưỡng can thận âm. Vì phần âm nó ảnh hưởng đến phần huyết, âm hư sau này sẽ dẫn đến huyết hư, cho nên mình thêm hai vị đương quy và bạch thược vào đây để có tác dụng bổ huyết. Còn bài kỷ cúc địa hoàng hoàn là gồm có bài lục vị, sáu vị ở trên cộng với kỳ tử của cúc hoa, thì dùng cho những trường hợp mà mắt mờ hay hoa mắt hay mắt đỏ thì dùng bài kỷ cúc địa hoàng hoàn. Bên bài thuốc phần dương xung là dùng bài thiên ma câu đàm ẩm, gồm có thiên ma câu đàm, hoàng cầm chi tử, thạch quyết minh, phục thần, dạ giao đàm, đỗ trọng và ngưu tất. Thì châm cứu bên thể âm hư thì mình sẽ châm bổ những cái huyệt như là thái xung, thái khê, nội quan, thần môn, tam âm giao. Thì thái xung và thái khê có tác dụng là tư dưỡng can thận âm, còn nội quan, thần môn, tam âm giao có tác dụng là an thần. Châm cứu bên thể dương xung thì thái xung mình châm tả, thái khê, nội quan, thần môn, tam âm giao mình châm bổ. Thì mình tiếp tục đến phương pháp điều trị tăng huyết áp thể thận hư. Thì thận hư thì có thận âm hư và thận dương hư. Thận âm hư thì ta phải tư bổ thận âm và giáng hỏa. Thận dương hư thì ta dùng pháp là ôn bổ thận dương. Thì bài thuốc bên thể thận âm hư thì ta dùng bài lục vị quy thượng hoặc là bài kỷ cúc địa hoàng hoài. Thì như trên mình vừa mới nói, bài thuốc bên thể thận dương hư thì dùng bài lục vị quy thượng ra thêm những vị bổ dương. Thì lục vị quy thượng gồm có thục địa sơn thù hoài sơn, tịch tả đan bì bạch linh, đương quy bạch thượng cộng với ba kích độ trọng. Tại sao thận dương hư mình không dùng bài bát vị hay là thận khí hoàn mà mình phải dùng bài lục vị quy thượng? Tại vì bài bát vị có hai vị phụ tử và nhục quế, thì hai vị này khi uống vào gây tăng huyết áp, hoặc là mình không dùng những vị như nhục thung dung và cố chỉ thì những vị này đều có tác dụng là tăng huyết áp. Thì bên châm cứu bên thể thận âm hư thì mình dùng các huyệt là thận du, can du, thái khê, tam âm giao, huyết thải, tất cả đều là châm bổ. Còn thận dương hư thì mình cứu quan nguyên, khí hải, bệnh môn. Đây là những huyệt chung. Tiếp theo mình đến phương pháp điều trị tăng huyết áp thể tâm tỳ hư và đàm thấp. Thì thể tâm tỳ hư phép điều trị của nó là bổ tâm, kiện tỳ và an thần. Thể đàm thấp phép điều trị của nó là kiện tỳ, trừ thấp, hóa đàm. Thì tâm tỳ hư thì mình dùng bài thuốc là quy tỳ thang, gồm có nhân sâm, hoàng kỳ, bạch truật, đương quy, phục thần, hắc táo nhân, viện trí, long nhãn nhục, thêm những vị ngưu tất, hòe hoa, đăng ký sinh, có thêm cam thảo. Bên thể đàm thấp thì mình dùng bài bán hạ bạch truật thiên ma thang, gồm có bán hạ chế, trần bì, bạch linh, cam thảo, bạch truật, thiên ma câu đàm, dị nhân, ngưu tất, đăng ký sinh và hòe hoa. Thì châm cứu bên thể tâm tỳ hư thì mình châm tâm du, tỳ du, vị du, thức tâm lý, huyết hải, nội quan, thần môn, tam âm giao, tất cả mình châm bổ. Bên đàm thấp thì mình châm tỳ du, túc tam lý là mình châm bổ, can du, thái dung, phong long, đợt du, túc lương thấp là mình châm tả. Tiếp theo mình đến phần phòng bệnh của tăng huyết áp. Thì đầu tiên mình phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, điều độ, tránh các sang chấn về tinh thần. Thứ hai là phải rèn luyện thân thể, tập dưỡng sinh, tập thái cực quyền. Phần cuối cùng mình lưu ý các bạn
Khi các bạn và anh chị học xong bài này muốn điều trị tăng huyết áp hiệu quả thì mình phải cần kết hợp thuốc Tây, y và các bài thuốc y học cổ truyền. Thế là đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Nếu có gì thắc mắc về phần phân tích bài thuốc hay phép điều trị hay các huyệt thì anh chị comment ở dưới, em sẽ giải đáp. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.